rất tuyệt vời những giây phút cuối của chương trình ngày hôm nay với trò chơi thứ ba và những số tiền rất là lớn. Cố lên các bạn ơi! Qua một khoảng thời gian ngắn và bàn tay của các bạn nữ thì lúc này chúng ta đang nhìn thấy các bạn nam đang trở nên xinh đẹp hơn, sexy hơn. Cố gắng lên ạ! Đôi nào xong rồi thì chúng ta giơ tay. Đôi nào xong rồi thì chúng ta giơ tay ạ. Ok, xong hết chưa? Vâng. Cái này chúng ta không tính xong đầu tiên mà chúng ta sẽ tính là đội nào là đội trang điểm đẹp nhất và cô gái nào sẽ được bình chọn là cô gái duyên dáng và xinh đẹp nhất trong trò chơi này. Có được không ạ? Và một lần nữa xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chúc mừng. Ok. Bây giờ chúng tôi dành cho các bạn một khoảng thời gian đó là 2 phút để chụp ảnh với các thần tượng của mình. Sau khi đó sẽ là công bố kết quả. Chụp ảnh đi ạ. Trong vòng khoảng độ 2 phút thôi. Đang được các fan hâm mộ bùa vây cũng như xin chữ ký chụp ảnh các kiểu con đà điểu. Và ok được chưa? Các bạn đã xong chưa? Có còn ai chụp ảnh được không ạ? Có chụp ảnh được không ạ? Rồi, như vậy là chúng ta bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần bình chọn cũng như là công bố kết quả. Và trước khi đến với phần đó thì chúng tôi xin mời tất cả các bạn chúng ta cùng đứng lên để biểu diễn một vòng nào. Một vòng biểu diễn thời trang ở tại sân khấu của mình. 1, 2, 3, chúng ta bắt đầu. Các bạn đi cho có hàng có lối vào các tân hoa hậu của chúng tôi. Các hoa hậu tương lai của chúng tôi hãy đi có hàng có lối vào ạ. Vâng. Các bạn hãy đi theo hình vòng tròn để cùng giơ tay vẫy chào những người bạn của mình ngày hôm nay đã đến cổ vũ cho chương trình này, cổ vũ cho các hoa hậu đang cùng hết sức cố gắng để đăng quang với buổi trưa ngày nay. Rất tuyệt vời, tuyệt vời quá. Và tôi rất thích bạn này, tôi rất thích cô hoa hậu này, rất là nhí nhảnh. Được chưa? Một tràng pháo tay thật lớn nữa đi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy ý kiến thống nhất của ban giám khảo, đó chính là những người bạn của chúng ta ở dưới. Thành Trung sẽ hỏi các cặp đôi và nếu như bạn nào yêu mến cặp đôi nào, chúng ta sẽ vỗ tay thật lớn và chúng ta sẽ cùng thống nhất lấy ra một cặp đôi có nhiều bình chọn nhất và trao giải trong buổi trưa ngày hôm nay, có được không ạ? Ok chưa? Rồi, và giây phút mong đợi nhất cũng đã đến. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chấm điểm của các ban giám khảo. Nào, chúng tôi xin mời tất cả các trọng tài cũng như các thư ký rồi trợ lý trở về với vị trí ngồi của mình nào, để chúng ta đến với phần hồi hộp nhất ngày hôm nay. Bây giờ là hở rốn hết rồi. Ok. Bạn nào vòng eo cũng có 90 rồi chứ mấy. Được chưa? Hóp bụng, ướn ngực. Vâng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm danh số báo danh. Cặp đôi, đây là cặp đôi số 1 ạ. Đứng ở gần Thành Trung nhất là cặp đôi số 1. Tiếp theo là số 2, số 3, số 4 và số 5. Ok. Và bây giờ cho phép Thành Trung hỏi ai yêu mến cặp đôi đầu tiên số 1. Chúng ta vỗ tay. Khoảng độ 1.000 người. Ok, rất tuyệt vời. Tiếp theo cặp đôi số 2, ai yêu mến giơ tay. Đôi này cũng 1.000 người. Tiếp theo là cặp đôi số 3, ai yêu mến giơ tay. Cặp này khoảng độ 4.000 người các bạn ạ. Tiếp theo cặp số 4. Cặp này cũng 4.000 người. Cặp cuối cùng
cặp này khoảng 1.200 thôi. Vâng, như vậy là chúng ta thống nhất là cặp đôi số 1 và cặp đôi số 2 đúng không ạ? Và cặp đôi số 5 là đã bị loại mất rồi. Bây giờ còn hai cặp đôi 4.000. Xin mời các bạn chúng ta đến với vòng chung kết này. Quả này này. Bây giờ là chúng ta không lấy ý kiến thống nhất nữa. Mà bây giờ chúng ta sẽ hỏi bằng một câu hỏi tài năng. Một câu hỏi tài năng. Nào, câu hỏi tài năng nào. Bây giờ là các bạn là đẹp rồi. Có nhan sắc không? Không có trợ giúp. Bây giờ chúng ta thống nhất như thế này. Hai cô gái này là hai cô gái đẹp nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Ai cũng duyên dáng. Và bây giờ chúng ta chỉ thử xem là cô nào là thông minh hơn thôi. Và chúng ta sẽ có một câu hỏi phụ. Bạn nào mà giơ tay nhanh nhất, trả lời đúng nhất thì cặp đôi đó đương nhiên trở thành chiến thắng. Các bạn đồng ý không ạ? Vâng, và chúng ta dành một tràng pháo tay. Xin hỏi rằng Huy Mai, bạn cảm thấy có tự tin với phần thi này không? Em sự có mặt của em ở đây thì là sự tự tin của em rất nhiều. Vâng, một câu trả lời rất là tự tin và duyên dáng. Xin được hỏi bạn gái tiếp theo là bạn gì nhỉ? Bạn Hùng. Bạn Mỹ Hùng. Xin mời bạn Mỹ Hùng. Anh nói thì em cũng chẳng trả lời. Em trả lời rất chân tình và chân thành. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh nói đây. Được chưa? Rồi, ok. Em trả lời cho hết luôn. Rồi. Rồi. Bạn cứ bình tĩnh, tôi sẽ đưa ra câu hỏi và hai bạn sẽ trả lời. Ai mà biết câu trả lời đúng thì giơ tay một cách nhanh nhất, được chưa? Bây giờ câu hỏi của chúng ta đơn giản như sau. Từ bạn ơi, bạn chưa tính lúc nào mà tôi hô 1, 2, 3 thì mới được giơ tay. Hai bạn hết sức chú ý này, câu hỏi phụ này. Câu hỏi phụ của chúng ta rất là đơn giản. Các bạn nghe câu hỏi và trả lời một cách nhanh nhất. Phụ nữ ở chỗ nào đen nhất? Và như vậy là bạn Mỹ Hùng đã giơ tay, xin mời bạn. Em xin giới thiệu, em là Tào Hùng. Và anh nói câu trả lời là anh nhất. Câu hỏi là phụ nữ chỗ nào đẹp nhất thì đen nhất. Đen nhất à? Châu Mỹ. Ok. Khoan đã, trước khi trả lời câu hỏi này thì nó bị lộ mất rồi. Chúng tôi yêu cầu bộ phận an ninh đưa ngay cái bạn vừa mới nói với tôi chụp đi ra ngoài một cái. Đúng không? Công ty hoa hậu người ta tổ chức hoành tráng như thế mà bạn đi nhắc bài lộ hết. Cái thằng bạn em nó chia 50% em rồi. Vâng, bây giờ chúng ta thống nhất nhá, là cứ hỏi mà bạn nào ở dưới làm lộ thông tin là coi như câu hỏi đấy sẽ bị loại và chúng ta sẽ hỏi lại, được chưa? Nào, xin mời các bạn nào, chúng ta sẽ cùng nghiêm túc với câu hỏi phụ như sau. Câu gì là câu ngắn nhất? Ok, xin mời bạn. Anh đọc lại câu trả lời câu hỏi. Câu gì là câu ngắn nhất? Xin mời các bạn giơ tay. 1, 2, 3. Ok. Câu gì là câu ngắn nhất, đúng không anh? Đúng rồi. Năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Xin hỏi bạn Huy Mai có câu trả lời không ạ? Sao em cũng cứ trả lời đúng thì đúng thật. Đúng rồi. Đó là cầu hôn ạ. Cầu hôn. Cầu hôn thì không phải là cầu ngắn rồi. Cầu mà ngắn nhất đó là cầu chì. Và cầu chì là ngắn nhất rồi. Không có cái cầu nào mà ngắn hơn cầu chì cả. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu hỏi tiếp theo này. Cầu nào là cầu cao nhất? Rồi, lần này bạn Huy giơ tay. Em ơi, cầu bồng. Cầu bồng, một câu trả lời chính xác. Vâng, rất tuyệt vời. Xin được chúc mừng cho bạn Huy Mai. Một tràng pháo tay thật lớn. Và sau tất cả những nỗ lực và cũng như sự cố gắng, bạn đã trả lời một cách xuất sắc với câu hỏi phụ, đó là cầu gì là cầu cao nhất. Thì bạn trả lời là cầu vồng. Không có một cái cầu nào mà cao hơn qua cầu vồng cả. Một tràng pháo tay lớn. Và chúng tôi xin mời đại diện cho ban
ban tổ chức đó là thầy giáo sẽ lên sân khấu để trao phần quà này. Xin mời ạ. Xin mời thầy. Chúng ta phải nghe cầu cao cầu cao cũng không thể cao bằng cầu vồng được. Cầu cao nó chỉ là một cái tên. Và các bạn phải hiểu rằng mỗi một câu đố chúng ta đã có sự lựa chọn rồi, chúng ta đã có đáp án rồi, chúng ta không thể tranh cãi được. Nếu cần các bạn lên hỏi chị Google nhá. Và bây giờ xin mời thầy giáo sẽ lên sân khấu để trao phần quà cho bạn Huy Mai. Một tràng pháo tay là lớn hơn nữa để cùng chúc mừng. Và cảm ơn tuyệt vời nhất trong chương trình ngày hôm nay. Ok, với phần quà này thì các bạn sẽ cùng mời những người bạn trong lớp của mình có một buổi giao lưu thật là ấn tượng, đủ với cái số tiền này. Vâng, gần 2 triệu phải không ạ? 1 triệu rưỡi. Một lần nữa xin cảm ơn và xin được chúc mừng.